nam mô bổn sư thích cao niệm phật nam mô a di đà phật hôm nay là ngày mùng ba tháng bảy hai nghìn hai mươi chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc học đến tập một trăm bảy mươi hai nhưng đức à... À, đọc một đoạn kinh văn chích dẫn từ kinh xưng dương chư phật công đức nếu có ai được nghe tên của vô lượng thọ như lai mà nhất tâm tin ưa trì tụng phúng niệm khởi lên vô lượng quan hỷ rộng xa an lập ý mình khiến cho lòng tin chắc chắn chân thật mười vạn ức phần niệm đức như lai ấy thì kẻ đó sẽ được vô lượng phước sẽ vĩnh viễn xa lìa nạn tam đồ sau khi mạng chung đều sẽ vãng sanh về khỏi đức phật ấy lúc sắp long chung nhất tâm tin ưa niệm niệm chẳng quên bỏ thì a di đà phật dẫn các tỳ kheo tăng đứng trước mặt ma chọn chẳng thể hủy hoại tâm chánh giác của những người ấy đây là một đoạn kinh văn quý vị Khi chúng ta nghe những đoạn kinh văn này Chúng ta hưng khởi cái tâm niệm Phật của mình Mà đoạn kinh văn này nhắc mình là Giống như đem cái tâm mà lòng tin Khi mình niệm Cái quan trọng là lòng tin Phải tin 100% Tin 100% cái công đức niệm Phật là bất khả tư nghị chính những đức mười à, năm gặp pháp môn tịnh độ này những đức cũng chưa phải là tu tập gì đặc biệt quá quý vị chỉ có cái là nhận thức rằng nếu như mình mà không niệm phật đó thì với căn tính của mình không còn tu pháp nào được hết chứ tu thì cũng tu được nhưng mà tu cầm chừng như vậy thôi mà nó rất là khó hơn là mình niệm phật từ nơi cái tâm nghĩ này mà mười năm hơn mười năm nay những đứa gặp phật pháp dù là gặp bao nhiêu người niệm phật giữa chừng bỏ cuộc nhưng mà ghiêng nhị đức nói rằng thôi Một ngày cho chín còn hơn chín ngày Nghe đại lão và thường tịnh không giảng thiết Nghe nói rằng Một câu ai với đạo Phật nếu chân thật niệm Thì cũng như là chúng ta Niệm hết 49 năm Đức Thế Tôn Thiết Pháp mình nghe câu nói này Đúng là câu vật hiệu này Nặng căng quá quý vị Nghe một danh hiệu thì thấy đơn giản Cứ đi đứng nằm ngồi Chư tổ sư cứ khuyên là Cứ thường niệm ai với đạo Phật Ai với đạo Phật Ai với đạo Phật Ai với đạo Phật Và mình cũng thường nghe những cái câu nói rằng Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng Lễ Phật một lễ tội diệt Hà sa rồi ăn tổ ngài nói một câu rằng Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp Niệm lâu dài sẽ chuyển được phạm tâm Có nghĩa là tất cả những công đoạn này Đều là để bổ túc cho cái tính nguyện Mà đoạn kinh văn này chúng ta đọc Là phải khởi lên vô lượng quan hệ rộng xa An lập ý mình Khiến cho lòng tin chắc chắn chân thật mười vạn ức phần thấy không lòng tin phải như vậy đó có nghĩa là niệm câu Phật hiệu này phải sanh cái quan hỷ là mình vui mừng khi mình gặp được pháp môn tịnh độ và phải an lập cái tâm của mình làm sao lòng tin này phải chắc chắn tin vạn ức phần lòng tin ý nói là lòng tin của mình kiên cố Lòng tin của mình không có giờ đổi Lòng tin của mình không có một chút gì nghi ngờ rằng Câu Phật hiệu này mình niệm không biết được giảng sanh hay không Rồi nói rằng cái công đức niệm Phật lớn như vậy Không biết có thiệt hay không khỏi cần suy nghĩ Chúng ta chỉ cần chân thật niệm câu Phật hiệu thôi Khỏi cần suy nghĩ gì hết Mình có một lòng tin vô cùng kiên cố rằng mình gieo một cái hạt ớt thì nhất định sẽ có trái ớt. Mình gieo một cái hạt cà nhất định là có trái cà. Mình trồng một hạt lúa thì nhất định sẽ có lúa ăn. Vậy thì mình niệm Phật thì nhất định thành Phật. Chắc chắn là như vậy. Nên cái tâm này phải làm sao mà nó kiên cố cái lòng tin mà không dở đổi thì mới đặc biệt được nên có nhiều người tuy niệm phật nhưng mà họ còn nhiều cái nghi ngờ quá cuối cùng thì họ không hưng khởi được cái tâm niệm phật không sanh được cái tâm quan hỷ cái niệm có phật hiệu từ nơi đó chúng ta phải sanh được cái tâm quan hỷ niệm phật và phát lên cái lời nguyện rằng cả cuộc đời của mình niệm phật không bao giờ thay đổi cả cuộc đời của mình tu cũng mong tịnh độ này không bao giờ thay đổi phải nhớ phải đi vào cái tâm như vậy đó vậy thì câu phật hiệu này càng niệm càng thích mà đặc biệt là quý vị mình niệm câu phật hiệu này và mình cũng khuyên người rất là dễ quý vị càng chuyên niệm phật chừng nào quý vị càng có lòng tin kiên cố chừng nào thì quý vị phiên người ta Người ta càng nghe chừng này Còn nếu như con người này mà Không niệm Phật Dù có họ nghe được Kinh giáo họ có giảng Nhưng mà ngộ thai người ta không tin rõ ràng Cái thực hành rất quan trọng Thực hành rất là quan trọng quý vị à Nên Đại Lão hòa Thượng Hải Hiền Ngài niệm một câu Phật hiệu này ngày đã niệm 92 năm 92 năm đó quý vị Sự thành tựu Quá lớn lao rồi Sư đệ của Ngài Pháp Sư Hải Khánh Cũng là một đời niệm Phật thành tựu quý vị coi Quá lớn rồi Mẹ của Hòa Thượng Hải Hiền Cũng là một câu Phật hiệu niệm thành tựu lớn như vậy Lão Đức Hòa Thượng cũng là một câu Phật hiệu niệm Thành tựu lớn như vậy từ nơi đó chúng ta cũng nên học theo các ngài một câu Phật hiệu này Niệm tới cùng luôn Và mỗi ngày học tập như vậy Những đức cũng không bao giờ mà Lo ngại rằng cái việc Sao thầy có nói tới nó lui cái việc Sao cố gắng niệm Phật rồi quyết chí bản sanh cực lạc Sao thầy có nói hoài như vậy chứ ạ à? Những đức nói chúng ta chỉ cần bao nhiêu đây Cả cuộc đời của mình nói hoài Ai nghe không nghe mặc kệ Còn mình để bổ túc mình Bổ túc hoài những đức nói bảo đảm Có vật hiệu này Quý vị sẽ không bao giờ bỏ cuộc Những người niệm Phật bỏ cuộc là gì Người ta muốn đi tìm văn tự mới Mới cái gì Chỉ cần một câu vật hiệu này Mà kiên trì mà niệm thôi Thì tất cả những văn tự gì Quý vị Dù là chưa từng học qua có khi quý vị tự nhiên sẽ hiểu mà phải có một cái lòng tin thiệt kiên cố với câu ai với đạo Phật này mà niệm nha thì quý vị coi cái pháp môn tịnh độ này, quý vị càng tu càng thích ngay cái chỗ là quá đơn giản quá đơn giản không có nặng nề bận biểu khó khăn gì dù là công việc nào đi chăng nữa cũng tu hành được cũng niệm Phật được gì sao vì làm việc chân tay còn chúng ta Cái miệng của mình cứ là thầm thầm đi đứng nằm ngồi Cứ ai di Đạo Phật Ai di đào Phật Ai di đào Phật Ai di đào Phật Ai di Đà Phật, ai đào Phật, ai đào Phật. Nên Những đức cứ là phổ biến Phương tiện niệm Phật Mong làm sao mà cả cuộc đời của mình Khuyên người ta niệm Phật Rồi dùng bao nhiêu cái phương tiện cho chúng sanh khắp nơi nơi đều nghe được câu ai với đạo phật người mà phát lòng tin chịu hành trì thì được lợi ích chắc thật một đời này còn người nghe qua mà họ không quyết tâm hành trì thì cũng được kết duyên pháp môn tịnh độ mình tin rằng chư phật độ chúng sanh vô lượng kiếp mà nên các ngài dùng đa dạng phương tiện các ngài phiến hóa Nhân viên chúng sanh được bao nhiêu Thì các ngài dẫn dắt bấy nhiêu Các ngài rất kiên trì vô lượng kiếp Để độ một chúng sanh này được giải thoát Chúng ta thì Cũng không có gấp gáp được Tùy vào nhân viên của mỗi người Nhưng riêng chính mình Phải cố gắng bộ túc Phải cố gắng một đời này nhất định Phải về thế giới cực lạc mới được quý vị Nên Những đức thấy rằng Cái phương tiện chiếc máy bấm niệm Phật mà để trong ngón tay chúng ta bấm quý vị Chiếc máy đó bây giờ người ta cũng đặt quá nhiều Đặt rất là nhiều Vì những đức nói rằng là Nó tiện lợi Mình đeo trong ngón tay mình luôn Rồi có khi quý vị Chạy xe mà có khi mình cũng nhớ Mình bấm 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 Mình nhớ có vật hiệu mình niệm được Nghĩa là cái phương tiện này nó nhắc mình phải niệm Phật Chiếc máy đó nó đeo trong ngón tay mình luôn Nó tiện lợi Mà nó có những cái điều niệm Phật rồi khi nó hết pin nó sạc được một số vị bây giờ người ta cũng à, bán pháp thí người ta cũng đặt cái lượng máy ở chùa mình rất là nhiều quý vị nhưng những đức phiên một số vị đó mình đưa ra nó đừng có mắc quá thì nhất định quý vị sẽ bán chạy nhanh lắm có nghĩa là đừng có mắc quá phải nhớ Tại vì Những cái phương tiện niệm Phật Mà chính những đức làm ở đây là Đưa ra nó quá rẻ Nó quá rẻ quý vị à Chiếc máy mà Bấm số niệm Phật mà không có điệu niệm Phật Mà đeo trong cái ngón tay mình Lúc trước Có cái cô cái cô tặng những đức một cái Không có niệm Phật gì hết mà cổ nói rằng cổ mua 250 ngàn một cái 250 ngàn một cái đó Còn cái máy mà là những đức đặt tại gốc của nó luôn Là 101 thì những đức đưa lại 101 Nên nó quá rẻ Mà nó có luôn 6 điều niệm Phật ở trong đó Mà ở Việt Nam mình chắc là chưa có ai mà người ta làm Chiếc máy mà bấm số mà có niệm Phật bên trong mà Mà tiếng Việt của mình luôn những đức chưa thấy nên những đức đặt tại gốc những đức đặt dùm cho quý Phật tử Để mà quý vị có thể mà kết duyên Hoặc là quý vị đặt rồi chính mình hành trì Những đức thấy cái phương tiện này quá đặc biệt Để hỗ trợ mình niệm Phật Rồi bây giờ nè Cái đèn mà năng lượng mặt trời quý vị Cái năng lượng mặt trời niệm Phật á Chứ không phải đèn Mà cái năng lượng mặt trời niệm Phật á Nghe nói rằng là làm mà ta sắp sửa gỡ về nè hình như là còn tuần lễ gì nữa gỡ vậy cái năng lượng mặt trời niệm phật đặc biệt thiệt nghe nói cái cô kia ở ngoài hà nội những đức thì chưa có đặt mà cô lấy những cái điều niệm phật của những đức cô đặt mà cô cũng quen những đức cô vừa đặt cô đem gì một cái thôi người ta đặt rất là nhiều rồi kêu công ty bên kia đang gỡ về Cậu nói rằng cái công ty nữa làm rất là bền Về cái năng lượng này mà niệm Phật Những cái điều niệm Phật của mình không Tiện lợi lắm quý vị Có nghĩa là Cái năng lượng này Những cái điểm nào Thí dụ như Nghĩa trang liệt sĩ không? Hay là những cái nơi mà lò thiêu Hay là những cái chỗ mà Mà để hài cốt gì đó hay là những điểm nào mà mình thấy vắng vẻ rồi Nó có những cái đài gì đó cao cao lên Mình làm sao mà mình có thể mà Nếu quen biết mà mình xin người ta Mà mình để được một cái năng lượng mặt trời này Rồi hoặc là nhà của mình trên sân thượng đồ Mình để cái năng lượng mặt trời này Hoặc là những chỗ nào quý vị có thể rải ra được quý vị để rồi có khi mộ phần ông bà của mình Mình đổ một miếng hồ gì Mình để cái năng lượng này xuống một cái là Nó để suốt gì luôn Bắt đầu là nó tiếp nhận năng lượng ánh nắng Cái nó phát Phát điều niệm Phật tì quý vị Chọn điều niệm Phật nào quý vị cho nó phát lên suốt như vậy Có nghĩa là Kẻ đi qua người đi lại Người còn sống cũng nhờ Mà người phước mặt phước mài cũng lợi ích làm sao mà có vật hiệu này phải rải rộng như vậy Nhiều cách nhiều cách để mà rải ra Nên những đức nói sơ quan gì đó Khi cái năng lượng mặt trời này đem về đó Thì bây giờ là quý vị là điện thoại lại ra được Mấy cô ghi ra trước rồi xong là được mấy cô báo cho Cái năng lượng này những đức thấy đặc biệt thiệt Cô cứ gỡ mẫu vô của nói rằng là cái công ty này nó làm cho mình cái máy mà đeo cổ niệm Phật nhỏ đó bây giờ nó làm luôn cái cái năng lượng mặt trời niệm Phật này cho mình cái công ty này nó làm bền bền lắm đó mà nó làm cái giá chính luôn cho mình nghĩa là họ là ta làm xong họ gỡ về đây họ qua trung gian họ họ là như không biết nhưng mà tương đối giá rất rẻ cho mình rồi là là những đức là đưa lại cho quý vị nên quý vị phải làm sao mà đem có vật hiệu này rải rộng ra đây những đức nó rằng là mấy cái năng lượng mà mặt trời này đem về rồi xung quanh chùa mà theo mấy cái mà mà cái hàng rào xung quanh chùa những đức cứ là xa xa đoạn những đức cấp một cái năng lượng năng lượng năng lượng gọi trên nóc chùa này kia đồ nóc nhà đồ hồ nước đồ gì hồ nước đồ nhất là hồ nước quan trọng để cái năng lượng cho nước nó nghe. Nước nó nghe, nước nó kết tinh nó rất là tốt. Mình uống nước này cái tâm địa mình cũng mát mẻ thoải mái. Có nghĩa là cái năng lượng niệm Phật này nó tiện lợi lắm Nó rất là tiện lợi Mà cổ nói rằng là cả ngày nó nó hấp thu năng lượng Cả đêm nó niệm Phật, cả ngày nó niệm Phật Nó cứ niệm Phật Từ nơi đó mà những đức nó cả đời mình là Mình cố gắng mình phát huy cái phương tiện niệm Phật Mà chùa mình bây giờ càng ngày càng nhiều cái mà mà cái phương tiện niệm Phật nó xuất hiện nó tiện lợi mà những đức coi cái nào mà nó tiện lợi mà Mà nó có thể mà Giúp cho người ta nghe được câu Phật hiệu Và người ta được niệm Phật Những đức nói rằng là Xung quanh nhà mình mà để niệm Phật điều điều là đặc biệt ừ. Đặc biệt Để dứt rồi nó quen rồi Giống như câu Phật hiệu này nó xung ớp thăng tâm mình Nó làm cho cái hoàn cảnh gia đình mình Nó càng ngày nó càng Tốt đẹp nó mát mẻ thì sao á Ừ Tự nhiên mình đi làm gì hay mình đi đâu gì Mình vừa bước vào nhà mình cái là nghe niệm Phật Nghe niệm Phật suốt luôn vậy đó. À, gặp mà trước ngay cái cổng nhà mình Mà chỗ xe chạy qua chạy lại Thì để, để một cái năng lượng cố định ở trên cao Bắt đầu là nó cứ niệm Mà cái năng lượng thì âm thanh nó không phải lớn quá mà Nó vừa cho con người đi qua đi lại Được nghe, đồ mình cũng được nghe luôn Có nghĩa là quý vị nghe những đức nói điều này Quý vị làm sao mà quý vị rải được cái phương pháp niệm Phật mà cho khắp nơi nơi cho chúng sanh được nghe. Người á duyên dày nghe qua một cái là cảm động rơi nước mắt, tiếp nhận và chân thật mà niệm. Người mà duyên kém thì nghe qua trồng được thiện căn. Nên trong kinh Phật dạy rằng là Phật độ người có duyên, nếu như mình kết duyên cho người ta nghe có vật hiệu thì tương lai mình cũng khuyên người ta niệm Phật, người ta chịu niệm. Gieo nhân bây giờ để tương lai gặt quả chứ quý vị nhớ đó có một câu chuyện mà trong thời đức phật còn tại thế đức phật đến một cái làng này đức phật độ người dân này người dân không nghe bữa sau lại đức phật có sai tôn giả một kiền liên đến độ thì người ta nghe thì đại chúng có thỉnh hỏi đức phật vì sao có cái cái điều lạ như vậy đức phật độ không được mà tôn giả một kiền liên độ được thì đức phật nói rằng là cái làng này nè trong một đời kiếp nào đó là nguyên một cái làng này là một cái tổ ong cái tổ ong tôn giả một kiền liên là một người đi đống củi trong khu rừng nào đó thì bắt đầu là tôn giả một kiền liên gặp cái tổ ong này tôn giả một kiền liên quy y cho nó và phát lời nguyện rằng tương lai ta tu hành khi đắc đạo nhất định ta sẽ độ các ngươi được giải thoát. Tôn giả một kiền liên quy y cho nó, xong tôn giả một kiền liên phát lời nguyện như vậy. Nên bây giờ tôn giả một kiền liên gặp đức Thế Tôn tu hành đắc đạo và cái tổ ông của đời kiếp đó đó, bây giờ là trở thành một cái khu làng này. Nên từ cái lời nguyện đó mà bây giờ tôn giả một kiền liên là có thể độ được khu làng đó nên trong kinh Phật nói rằng phải độ người có duyên Nên chúng ta đến thế gian này Chúng ta có một cái tâm là kết nhân duyên cho chúng sanh được nghe câu Phật hiệu Để bổ túc cái tính nguyện của mình tu hành Quý vị nhớ nghe Càng gieo cái duyên cho người ta tu hành Càng giúp đỡ cho người ta tu hành Đó là mình đang bổ túc cho cái tính nguyện của chính mình được kiên cố Tại vì mình gieo nhân mình gặt quả thôi Mình động viên người ta tu thì quay ngược lại là động viên chính mình tinh tấn Như vậy thôi quý vị à Phải nhớ đó Nên cái pháp môn tịnh độ này đặc biệt lắm Tuyệt lắm Nên bây giờ những cái phương tiện mà chùa mình phổ biến nó rộng vô cùng Ôi ơi cả ngày chùa mình là những đức bố trí cho một số cô là Cả ngày luôn là cứ gói máy nghe pháp gỡ đi Máy niệm Phật gỡ đi Đèn bông sen để bằng thờ gỡ đi Rồi máy bấm số gỡ đi là có một số cô là chiên là cứ gói quà gỡ đi bây giờ khắp nơi nơi còn có hai chú cầm điện thoại gọi liên tục khắp nơi nơi gọi bây giờ trở thành một mô hình mà gọi là truyền tải máy nghe pháp mà cái phương tiện thời đại hôm nay quý vị biết rằng có người bận biểu vô cùng mà chiếc máy nghe pháp này hơn một ngàn buổi nằm bên trong có những chiếc thẻ thì chín trăm mấy chục buổi có những chiếc thẻ thì tám trăm mấy chục buổi Mà bây giờ là như hơn Hơn một ngàn buổi nè Thì quý vị biết rằng là Sạc pin bảy tám tiếng gì đó Mà nghe Hơn hai chục tiếng hay gì đó Quý vị nghĩ đi Bây giờ chiếc máy nghe pháp Quý vị cứ cầm quý vị nghe suốt vậy đó Đi đâu cũng cầm để bên mình mà nghe được Những đức chia sẻ những công đoạn gì nè Để mà động viên mình niệm Phật Và những cái công đoạn nói về nhân quả Nói về cuộc sống hàng ngày sao sao tự nhiên nghe cái tự nhiên người ta có sức cảnh tỉnh cao độ và giúp cho mình dũng mạnh tinh tấn niệm phật người buôn bán hay là người ở trong công ty xí nghiệp hay là ngồi văn phòng hay là người đi làm ruộng rẫy hay là bất cứ một cái nghề nghiệp gì cũng đều cầm chiếc máy nghe pháp theo chiếc máy niệm phật theo có nghĩa là những phương tiện này đặc biệt thiệt ừ. nên trong thời đại hôm nay chúng ta biết nắm bắt những cái phương tiện về khoa học này để mà phát triển Phật Pháp Nên từ nơi đó mà những đức thường khuyên rằng là tất cả quý vị Những chiếc máy nghe Pháp này Chúng ta cùng chung tay để mà chúng ta phát triển Pháp môn tịnh độ Thí dụ như giờ một mình những đức làm hay hay là một người nào đó làm nó không đặc biệt bằng là chúng ta cùng rất là đông người để mà cùng truyền tải pháp môn tịnh độ. Mà đây là cái góc chính mình giải rộng ra quý vị, cứ là thở điều ra mỗi một địa phương mỗi một cái dùng của mình bắt đầu là tiếp tục mình đặt giùm mình đưa lại cho người ta mình khuyên người ta chỉ dạy người ta đặt giùm tặng cho người khác có nghĩa là mình chỉ cần qua trung gian và mình chỉ cần giới thiệu như vậy tại vì mình biết tu rồi mình không có cái nghĩ cái việc mà mình lờ lớn về cái việc mà gọi là làm việc này như vậy thì mình chỉ cần truyền pháp mà cái phước duyên này nó đặc biệt lắm quý vị nhớ cái câu là dù cho cúng dường hằng hà sa thánh không bằng kiên giọng cầu chánh giác quý vị có cúng dường bao nhiêu người đi chăng nữa cũng không bằng quý vị phiên người ta niệm phật cầu sanh cực lạc đó quý vị à. nhớ đó tại vì mình cũng là người niệm phật cầu sanh cực lạc mình cũng phiên người ta niệm phật cầu sanh cực lạc mà muốn chấm dứt sự khổ đau của vô lượng kiếp thì chỉ có niệm phật cầu sanh cực lạc nên công đoạn này trong kinh phật dạy rất rõ ràng thấy không nếu có ai được nghe tên của vô lượng thọ như lai là đức phật a di đà đó mà nhất tâm tin ưa Chì tụng phúng niệm khởi lên vô lượng quan hỷ rộng xa an lập ý mình khiến cho lòng tin chắc chắn chân thật mười vạn ức phần niệm đức như lai ấy thì kẻ đó sẽ được vô lượng phước sẽ vĩnh viễn xa lìa nạn tam đồ thấy không nếu như người này mà tạo nghiệp tương lai đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh nhưng mà người này nghe được pháp môn thịnh độ lúc đó người này phát lòng tin kiên cố niệm thì người này nhất định sẽ được giảng sanh nên mới gọi là sẽ vĩnh viễn xa lìa nạn tam đồ vì người này được giảng sanh thì làm sao mà bị đỏ trong tam đồ ác đạo nữa nên ăn tổ ngày nó pháp môn tịnh độ này độ rộng lắm chúng sanh tạo nghiệp gần hết cuộc đời dù là người này tạo nghiệp gì đi chăng nữa bất cứ một cái nghiệp gì người này lúc trước họ đã tạo quá nặng chỉ có pháp môn tịnh độ này câu phật hiệu này có thể giúp cho họ một đời này được giải thoát nè nên ấn tổ ngài nói rằng là niệm phật mới hồng tiêu túc nghiệp niệm lâu dài sẽ chuyển được phàm tâm con người mà chuyển được phàm tâm rồi con người tâm sẽ rộng lớn và vui vô cùng mình chuyển được mình còn biết chỉ dẫn người ta nữa như những đức nè một thanh niên hư hỏng ngoài đời nè gặp pháp môn tịnh độ còn tu được mà bây giờ còn hướng dẫn người ta được nè hư vô cùng luôn mà bây giờ những đức còn tu được quý vị đâu đến nỗi quá hư chúng ta có hư cỡ nào đi chăng nữa phật pháp vẫn giúp cho chúng ta Phật nói là quay đầu là bờ mà Đó Nên những đức nói lên chỗ này để cho tất cả người nào Quý vị cũng có thể quay đầu tu hành được cả Mình còn sống là mình còn có thể quay đầu được à Mình nghe đạo là mình quay đầu được à Đừng bao giờ nói rằng tôi hư quá Tôi sai lầm quá Tôi quay đầu làm sao kịp Sợ là sợ không quay đầu chứ đừng có nói mà Quay đầu không kịp Nhớ đó nghe quý vị phải phát lòng tin Nó công đoạn đó nha sau khi mạng chung Đều sẽ vãng sanh Về cõi Phật ấy Sau khi mệnh chung là Thọ mạng đến Mình chăng thật mà niệm ai với Đà Phật Sẽ sanh về cõi Phật ấy Là cõi Phật của Đức Phật a Di Đà Nhớ đó Lúc sắp lâm chung nhất tâm tinh ưa Niệm niệm chẳng quên bỏ Thì A Di Đà Phật Dẫn các tỳ kheo tăng Đứng trước mặt ma chọn chẳng thể Hủy hoại tâm chánh giác của những người ấy nên mình niệm câu Phật hiệu này Mình tính nguyện mình niệm chắc thật Khi thọ mạng mình đến Thì nhất định Đức Phật ấy đã đến tiếp dẫn Và dẫn tất cả hàng đệ tử của Ngài Đi theo để tiếp dẫn chúng ta về thế giới cực lạc Nên ma không thể nào quấy rọi Rối được tâm chúng ta Loạn tưởng mà chúng ta sẽ an định Trong câu Phật hiệu Luôn luôn là sáng suốt tỉnh tao Nhưng mà câu Phật hiệu này niệm Lòng tin phải thiệt là kiên cố Nên nói được giảng sanh hay không là do có tính nguyện hay không Thấy không nên lòng tin này phải kiên cố phải bổ túc hoài như vậy đó nếu ai vào lúc tối hậu vào lúc tối hậu là lúc nào là lúc cặn tử nghiệp đó nghe nhớ đó tối hậu nghe nói đến danh hiệu a di đà như lai khen ngợi rồi tin tưởng chẳng hồ nghi dùng tâm tương kính dốc lòng niệm ngài như nghĩ đến cha mẹ tất cả những người ấy sẽ được thỏa mãn các nguyện nơ cõi đức phật ấy đó có nghĩa là người này lúc tối hậu là người này mà lúc cận tử nghiệp mà như bệnh đau thí dụ đi người này bệnh đau ung thư bệnh gì bệnh gì đó mà bây giờ bác sĩ nói không còn thuốc gì gì được người này cũng tuyệt vọng là lúc tối hậu đi gần chết đi mà bây giờ người này được một phật tử biết niệm phật phiên cho niệm phật hoặc tặng cho một chiếc máy người này được nghe người này phát lên lòng tin là con thành tâm con niệm phật Gọi là cái lúc này người này tối hậu mà được nghe Danh hiệu Đức Phật A Di Đà Mà người này nghe người này vui vẻ nè Nó nói là nghe nói đến danh hiệu A Di Đà Như Lai like, Khen ngợi rồi tin tưởng chẳng hồ nghi oh. Tin tưởng chẳng hồ nghi Dùng tâm tương kính Dốc lòng Niệm ngài như nghĩ đến cha mẹ Dùng tâm tôn kính Tâm tôn kính là giờ giờ khắc khắc là A Di Đà Phật ai với đạo phật ai với đạo phật ai với đạo phật chân thật mà niệm nên có những người mà người ta bệnh đau người ta bế tắc người ta chán nản người ta rầu rĩ vì bị đem phật pháp vì giới thiệu cho người ta bị tặng cho người ta chiếc máy nghe pháp nó quý hơn ngàn vàng bây giờ người này có giàu có tiền bạc nhiều cỡ nào đi chăng mà người này bệnh đau gì có giải quyết được vấn đề gì tiền bạc này cũng không cứu được người này vậy mà bây giờ cái pháp tu người này mà nghe được tự nhiên người này phát tâm người này niệm phật cầu sanh cực lạc về cực lạc mà chấm dứt sự khổ đau của vô lượng kiếp thấy không cái lúc này mà giúp cho người ta niệm phật mà quý vị tán tháng thế giới cực lạc quý vị nói cho người ta nghe từ trong kinh mình đọc hoặc mình nghe pháp mình mình nghe được mình hiểu được chút nào mình chia sẻ chút nấy mình nói bây giờ anh chị bây giờ nằm đây rên rỉ khổ đau bệnh tình bây giờ bác sĩ cũng chạy rồi bây giờ buồn khổ được cái lợi ích gì đâu mà buồn khổ như vậy khi chết đi nó đọ lạc càng khổ nữa vì sao mình không chân thật mình niệm Phật đi? Mình cứ nằm đây hoặc ngồi đây mình cứ là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có nghĩa là mình chân thật mình niệm, bất cứ lúc nào thọ mạng con đến con nguyện Phật A Di Đà đến tiếp dẫn con về thế giới cực lạc, mà lòng tin này chân thật cung kính mà tin, rồi vui vẻ trả cái món nợ của thân bệnh đau này sắp sửa ra đi rồi vui vẻ trả chứ bây giờ mình nhăn nheo cái mặt mình nhưng mà càng nhăn nheo chừng nào thì bệnh đau nó càng nhiều chừng đấy Nhưng mà nó làm cho gia đình mình nó thảm thương cả gia đình mình luôn Thảm dữ lắm Nên có nhiều người mà bác sĩ đã chạy rồi Vậy mà người ta thành tâm người ta niệm Phật Nên Ấn Tổ ngày nói rằng Cái người mà biết niệm Phật rồi Dù gặp bệnh đau cỡ nào đi chăng nữa Cũng quyết tâm niệm ai với Đà Phật Cầu sanh cực lạc Nếu như thọ mạng người này còn Thì nhờ cái công đức niệm Phật này Mà tiêu nghiệp hết bệnh rất hay còn nếu như thọ mạng người này mà hết rồi nhờ cái công đức niệm Phật này và tính nguyện niệm Phật này mà Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn người này về thế giới cực lạc. Sanh từ hoa sen sanh ra. Không. Về thế giới cực lạc rồi sanh từ hoa sen sanh ra, thân không già không bệnh không chết. Nó không có nhiễm ô về ái nhiễm của tinh cha quyết mẹ Nên con người mình sống vô cùng là tự tại an vui Khi về thế giới cực lạc rồi Có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp Y gan Đức Phật A Di Đà trong một niệm đi tha phương pháp giới đi độ sanh những điều này mình nói mà người ta mà đủ thiện căn người ta nghe nó hưng khởi cái tâm liền bây giờ mà mình mỗi ngày mình bệnh đau hoặc là mình nghèo nàn mình xấu xí mình bị bỏ rơi mình tuyệt vọng để có lợi ích gì đâu bây giờ mình may thay mình gặp được phật pháp bởi vì phật pháp cứu đời ta là như vậy có những người khi mà người ta còn đương thờ thôi người ta lao theo trần cảnh người ta tạo sự nghiệp rồi tạo một gia đình đồ sộ rồi người ta tạo danh tạo tiếng nhưng mà khi người ta có sự cố gì người ta tuyệt vọng giống như mà người ở trên núi cao té xuống vậy như vậy đó quý vị mà khi mà người ta tuyệt vọng đến mức cung cực rồi thì người ta gặp Phật pháp người ta lại tiếp nhận lạ vậy đó có người mình lạ vậy đó còn cái lúc một khỏe bình thường là người ta giới thiệu Phật pháp mình không nghe đâu không nghe nhưng mà khi đến lúc tuyệt vọng không còn một cái gì nữa cả Vậy tự nhiên học Phật Học Phật rồi mới thấy ô trời ơi Lúc trước tới giờ tại sao mình không học Phật sớm một chút Tới bây giờ mới học Phật Chưa muộn đó bạn Như những đứa 29 tuổi mới gặp Phật Pháp nè Và có những người già trong chùa mình 70 mấy 80 tuổi mới gặp Phật Pháp kìa quý vị Chân thật mà niệm Phật rồi là Trong tuổi càng sớm càng lợi ích sớm Còn nếu không thì tạo nghiệp nó quá nặng rồi để tới quá già luôn mới tu thì thật sự mà nói nó cũng có khi nó không tiếp nhận nổi cái tư tưởng mình nó không đủ để mà mình tiếp nhận còn nếu già quá già mà chịu tiếp nhận sáng suốt mà bình tâm tĩnh trí mà mình quyết chí mình niệm phật dẫn là được giải thoát không? nên pháp môn tịnh độ này cứu vô lượng chúng sanh là như vậy đó quý vị có một đoạn uh, kinh văn nữa này quý vị Phổ Quảng Bồ Tát Bạch Phật rằng Đây là đoạn kinh văn nữa nè Cõi nước Phật tịnh Diệu trong mười phương có sai biệt hay chăng Vì lẽ nào Đức Thế Tôn khen ngợi cõi Phật A Di Đà rằng Những người nguyện vãng sanh Thuận theo điều nguyện Trong tâm họ chỉ trong một niệm liền tớ nơi đó Phật dạy Thế giới ta bà con người nhiều tham trượt người tin theo thì ít kẻ tu tập tà vậy thì nhiều chẳng tin chánh pháp chẳng thể chuyên nhất tâm loạn thiếu chí hướng các cõi vật thật sự không sai biệt nhưng để cho các chúng sanh có nơi chuyên tâm nên ta khen ngợi cõi nước kia mà thôi những kẻ vãng sanh ác tì theo ý nguyện Mỗi người không ai chẳng đắc quả Nhận định Kinh này minh thị Chúng sanh căng độn Trượt lọn nhiều Nên Đức Phật muốn cho họ Chiên tâm một cảnh Hồng dễ được vãng sanh Đủ chứng tỏ rằng Điều trọng yếu hàng đầu Của tịnh nghiệp hành nhân Là chiên tu Đó Là một câu ai chứ Đạo Phật gọi là chiên tu nên Đại Lão và à, tôi Hiền thành tựu lớn như vậy là do cái tâm chuyên tu của Ngài. Một câu vật hiệu niệm không bao giờ thay đổi luôn. Dù ai có nói gì đi chăng nữa cũng không thay đổi chứ. Nên những đức cứ bổ túc như vậy để cả đời mình phát nguyện rằng dù cỡ nào đi chăng nữa con cũng là niệm một câu ai là Phật tới cùng luôn vậy đó. Từ bây giờ cho mãi về sau tặng cùng đời vị lai của con cũng cố gắng nguyện rằng cứ niệm có vật hiệu này về tới thế giới cực lạc cũng niệm ai với đà phật và đi mười phương khắp pháp giới cũng là đủ nhân viên điều khuyến hóa người ta nên niệm phật ai với đà để cầu sanh về thế giới cực lạc cái tâm quý vị phải phát mạnh lên như vậy đó quý vị phải nhớ đó cái tâm này phải phát mạnh lên như vậy niệm không có một chút xíu gì nghi ngờ cả quý vị dù là sau này mình có bệnh hoạn gì hay gặp sự cố gì cũng quyết tâm có vật hiệu mà niệm đi mình phải giữ cái tâm như vậy đó thì nhất định rằng là có vật hiệu này đi đứng nằm ngồi Bất cứ lúc nào mình cũng kiên trì cái tâm mình cứ ai với Đà Phật Ai với Đà Phật, ai với Đà Phật Nên những buổi học tập, buổi trưa này chúng ta học Quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quắc thấy không? Là niệm ai với Đà Phật là quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quắc Mà Pháp môn tịnh độ này giàu, nghèo, sang hèn gì Ai cũng niệm được khỏe mạnh hay tật nguyền Chạy xích lô, chạy xe ôm hay là ngồi bảo vệ cho công ty xí nghiệp hay là bán hàng rong hay là lụm rác hay bất cứ một ngành nghề gì thấp hàng hay bất cứ một ngành nghề về cao xa gì ai cũng có thể niệm phật và cầu sanh cực lạc được quý vị coi cái cõi đời này nghe giàu thì khổ theo giàu mà nghèo thì khổ theo nghèo mà đẹp thì khổ theo đẹp mà xấu thì khổ theo xấu có nghĩa là bất cứ một ngành nghề nào bất cứ một cương vị nào ở cõi đời này chúng ta đều là khổ hết, quý vị Đừng có nói rằng chỉ có những người nghèo, những người tặc nguyền mới khổ Những người giàu không khổ, khi giàu càng giàu càng khổ Càng giàu càng khổ Có những gia đình giàu vô cùng mà khổ vì con đó Cho vị biết Giàu vô cùng mà khổ vì con Bây giờ chúng ta muốn hết khổ thì phải làm sao? Niệm ai với Đạo Phật Chúng ta muốn chấm dứt sự khổ đau của vô lượng kiếp Như vậy thì phải niệm ai với Đạo Phật cầu sánh cực lạc Về thế giới cực lạc là chấm dứt sự khổ đau không còn cái nhân khổ bởi vị biết cái cõi đời này Chúng ta khổ là gì? Cái nhân khổ nó nhiều quá. Quý vị coi là những cái nhân khổ là là cái nhân tham sân si, cái nhân hơn thua, cái nhân đấu đá với nhau trước mặt mình nhiều quá. Từ cái nhân bên ngoài và từ cái tâm bên trong hai cái nó kết hợp lại nên nó sanh ra phiền não khổ. Còn ở thế giới cực lạc nó không có tham sân si, nó không có hơn thua đấu đá, nó không có cái chuyện mà bất hiếu rồi, ngỗ nghịch rồi, bất hòa nó không có những cái việc này Nó không có cái việc dành của cải không có việc đẹp mà mà chê người xấu nó không có cái việc mà ông chủ mà mà xem thường người làm công nó không có những cái việc này nó đều là con người hòa thượng thương yêu đều là cùng một sắc diện cùng một cái trí tuệ vì theo cái nguyện Phật A Di Đà mà về thế giới cực lạc nên Đức Phật A Di Đà phát lời nguyện rằng chúng sanh sanh về quốc độ của ta cùng một hình tướng giống hệt như ta và trí tuệ y rang như ta Năng lực như ta Nên con người đâu có cái chuyện đấu đá hơn thua Nên Đức Thế Tôn là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ngài nói rằng Thế giới của cực lạc là cung cực an vui Tiếng khổ còn không nghe Không chỉ là có khổ đó Nên khi mình nghe như vậy dù là mình ở khỏi đời này mình gặp sự cố gì Chồng hắc hủi hay là con bắt hiếu với mình Hay là một cái cảnh ngộ gì quý vị Nghe lời Phật dạy đi Chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi các con Thành tâm niệm Phật rồi về thế giới cực lạc sẽ hết khổ Phải nắm con Phật hiệu cho chắc Phải nhớ nắm cho chắc Và hết lòng mình gặp bất cứ người nào cũng phiên niệm Phật Thành tâm mà làm như vậy Hôm nay chúng ta học tập đến đây quý vị Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tình độ